10 giờ ngày 15 tháng 10, tại xóm Phúc An, xóm Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang phát hiện thi thể một người đại trượng phu dưới ao của gia đình, trên đầu có nhiều vết yêu thương do vật cứng gây ra, tại hiện trường hiện ra nhiều vết lôi kéo, dấu hiệu phi tang xác. Thông tin thủ đầu được người dân kể lại, đi ăn sáng sủa về người đại trượng phu bị thê thiếp dùng vật cứng đập nhiều lần vào đầu dẫn đến tử vong. Sau khi gây án xong người thê thiếp phi tang xác xuống ao trước nhà. Được biết, người tử vong là anh Hà Tiến Thiện, người thê thiếp đang bị tạm giữ để điều tra là chị Ma Thị Mơ. Hiện, cả hai người đang trú tại xóm Phúc An, xóm Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Chiều ngày 18 tháng 10, đàm phán với phóng viên báo Người đưa tin, Trung tá Phạm Thanh Tâm, trưởng công an huyện Chiêm Hóa cho biết, hiện công an huyện vẫn đang tạm giữ bà Ma Thị Mơ để điều tra, làm rõ vụ án. Trước sự việc gian khổ của gia đình bà Hà Thị Tươi, thím ruột của nạn nhân kể lại, khoảng 9 giờ ngày 15 tháng 10, tôi đi làm về đến nhà thì thấy chị Dung mẹ cháu Thiện gọi tôi xuống. Lúc đó Mơ còn khóc và kể bị chồng kéo xuống ao rồi sau đó lên được nhưng chồng lên lúc nào thì không biết. Ngay sau đó, tôi và chị Dung đi tìm cháu Thiện, đi tìm hai dòng mà không thấy đâu, tôi chạy về nhà bắt con dao thanh lịch giường miết sau nhà chị Dung phát tổng thể cỏ để tìm cháu Thiện mà vẫn không thấy. Tôi lại dòng về trước nhà thì người tôi lại nổi hết gai ốt lên. Bà Hà Thị Tươi, thím ruột của nạn nhân Hà Tiến Thiện gian khổ kể lại vụ việc. Lao dội dòng nước mắt trước nỗi đau mất cháu, bà Tươi kể tiếp, tôi lại bảo với mẹ cháu Thiện rằng, nãy em về đến kia, em nổi hết gai ốt lên, thôi để em xuống đó tìm lại lần nữa xem có thấy không. Tôi lấy sào ra bờ ao gãy gần bờ mà không thấy, tôi bảo chị Mơ lấy cho tôi cái sào dài hơn để tôi gãy lại một dòng, nhưng cũng không thấy gì. Sau đó tôi đẩy gậy ra xa khoảng 2 mét thì thấy bùng lên xác của cháu tôi, lúc đó hai chị em ngỡ ngàng rồi ngừng khóc. Sau đó xóm chiếm được tin báo cử người xuống phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án. Cận cảnh hiện trường xảy ra vụ án. Ông Hà Tiến Chức, người trực tiếp dứt xác anh Thiện lên kể, khi phát hiện ra thi thể, tôi là người xuống dứt cháu tôi lên, chúng tôi sơ cứu giúp nhưng không kịp. Tôi có lật người cháu Thiện lên kiểm tra thì thấy rất nhiều vết yêu thương do đồ vật gây nên dẫn đến tử vong chứ không phải do cháu tự dẫn. Ngoài ra, tai và mũi của cháu tôi đều chảy máu. Theo lời của ông Chức, chú ruột nạn nhân kể lại khi xảy ra sự việc gồm có anh Thiện và thê thiếp là chị Mơ cùng cháu Hà Mạnh quận 7 tuổi đại trượng phu của hai thê thiếp chồng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cháu quận kể lại, lúc đó, cháu bị mẹ đuổi vào phòng nhiều lần, không cho ra ngoài. Nhưng sau đó cháu có chạy ra ngoài 3 lần. Lần thứ nhất cháu chạy ra thì thấy bố vụt trên bàn. Lần thứ hai ra thì cháu thấy mẹ kéo bố ra mảnh đất trước nhà nhưng cháu lại bị mẹ đuổi vào. Lần thứ ba ra thì thấy mẹ Mơ lăn bố Thiện xuống ao và cùng nhảy xuống. Bà Nguyễn Thị Dung, người thiếu phụ vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất con nhớ lại, bình thường hai thê thiếp chồng cũng có cãi giả, nhưng chỉ về những vấn đề nhỏ. Gần đây có một vấn đề khiến cả hai to tiếng, cãi nhau mấy hôm là do đại trượng phu tôi phát hiện ra Mơ nhắn tin với người lạ. Không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Bây giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa, chỉ nỗ lực lo tốt cho cháu nội tôi thôi. Công an huyện Chiêm Hóa cùng chị Ma Thị Mơ dựng lại hiện trường để kế tiếp điều tra, làm rõ. Liên quan đến vụ án, chiều ngày 18 tháng 10, công an huyện Chiêm Hóa đã cùng chị Ma Thị Mơ dựng lại hiện trường để kế tiếp điều tra, làm rõ.